bệnh phổi mô kẽ uh, vô căn hay là bệnh phổi mô kẽ ở những bệnh tự miễn uh, các quý vị đại biểu có thể đặt câu hỏi cho các báo cáo viên qua chatbox và chúng tôi cũng rất là mong muốn nhận được những cái câu hỏi của uh, các quý đồng nghiệp để chúng ta cùng nhau thỏa luận bởi vì đây cũng là một vấn đề rất là khó khăn để tiếp theo uh, chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời phó sư tiến sĩ vũ văn giáp với cái phần trình bày đó là điều trị bệnh nhân sơ phổi tiến triển từ kinh nghiệm các ca lâm sàng. À, xin trân trọng kính mời Phó Sư Giáp. Và, em kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quỳ Châu, Chủ tịch Hội hợp Việt Nam, Chủ tòa đoàn Hội nghị, kính thưa Phó sư Tiến sĩ Chủ tịch Hạnh, Phó Chủ tịch Hội hợp Việt Nam, Chủ tịch Hội hợp Hà Nội, à, Chủ tịch đoàn Hội nghị, kính thưa các, các, các quý thầy cô và cao viên, cũng như là các, các, các quý vị đồng nghiệp. À, em rất là cảm ơn Ban tổ chức và À, đã cho em có cái cơ hội để chia sẻ cái ca cá lâm sàng liên quan đến uh, điều trị uh, các trường hợp bệnh nhân sơ phổi tiến triển và kinh nghiệm từ các ca cá lâm sàng thì vừa rồi thì các uh, quý vị đồng nghiệp cũng đã nghe uh, các thầy cô báo cáo viên uh, báo cáo về những cái cập nhật mới nhất uh, từ ATS EIS về cái kiểu hình sơ phổi tiến triển uh, cũng như là những cái uh, kinh nghiệm phát hiện sớm uh, các cái tổn thương uh, và và tiên lượng các cái uh, sơ phổi tiến triển uh, trên các cái, cái uh, chẩn đoán hình ảnh vậy thì uh, trên thành lâm sàng thì chúng ta như thế nào thì uh, trước tiên thì về các bệnh phổi mô kẽ nói chung thì đây cũng là một cái uh, thuật ngữ rất là khó vì vậy em xin có một số điểm mà uh, qua như sau thứ nhất đó là chúng ta làm quen với một số các thuật ngữ uh, trong đó thì có ILD gọi là bệnh phổi kẽ hay bệnh phổi mô kẽ thông thường chúng ta thống nhất là gọi là đơn giản là bệnh phổi kẽ Thứ hai là IPF là sơ phổi vô căn. À, trước đây thì chúng ta có thuật ngữ là PFILD, gọi là bệnh phổi kẽ tiến triển sơ hóa. Thế còn ATS EIS mới nhất 2022 thì đưa ra cái thuật ngữ là PPF, à, tức là Progressive Pulmonary Fibrosis, gọi là sơ phổi tiến triển. À, còn à, hai cái thuật ngữ nữa đó là UIP tức là viêm phổi kẽ thông thường, và NSIP tức là viêm phổi kẽ không đặc hiệu thì đấy một số những cái uh, thuật ngữ và chúng ta có thể sử dụng thể và xuất hiện viết tắt trong các cái uh, phần trình bày sau à, chúng ta đến với cái kiểu hình gọi là sơ phổi tiến triển là uh, PPF uh, mà trong bài trình bày thì phó sư phan thu phương đã đề cập rồi thì chúng ta biết rằng là trước đây thì uh, các cái khuyến cáo của ATS và ES thì đề cập đến cái uh, kiểu hình là P uh, FILD tức là bệnh phổi kẽ tiến triển sơ hóa trong cái nhóm bệnh lý phổi kẽ thì tiến triển sơ hóa. Thì qua thực tế theo dõi thì người ta thấy rằng là tất cả các bệnh lý phổi kẽ khác nhau ấy thì nó có những cái nhóm nó tiến triển sơ hóa thậm chí là tiến triển rất là nhanh từ các cái tổn thương ví dụ như là viêm phim phổi tăng cảm mạng tính sơ hóa sarcoidosis, bệnh phổi kẽ do thuốc hoặc là các cái bệnh lý về mô liên kết vân vân thì đều có một cái nhóm bệnh nhân nó tiến triển nó sơ hóa rất là nhanh và cái tiên lượng nó xấu như là cái bệnh nhân bị IPF vậy. Thế do vậy mà người ta đưa ra cái thuật ngữ gọi là progressive fibrosis ILD tức là bệnh phổi kẽ tiến triển sơ hóa PFILD. thì đây là cái kiểu hình mà nó gặp ở trong các cái bệnh lý phổi kẽ khác nhau và được đặc trưng bởi tình trạng sơ hóa phổi tiến triển với triệu chứng nó lại ngày càng nặng thêm và cái sụt giảm chức năng phổi nó rất nhiều chất lượng cuộc sống uh, suy giảm nhiều và đưa đến tử vong sớm thì trong tất cả các cái bệnh lý phổi kẽ khác nhau thì nếu như mà có cái tình trạng mà tiến triển sơ hóa thì chúng ta thấy rằng là cái tiên lượng nó nó xấu hơn rất là nhiều so với cái nhóm cùng là cái tổn thương như vậy cùng là bệnh lý như vậy nhưng mà uh, không có cái, cái kiểu hình tiến triển sơ hóa À, một câu hỏi đặt ra là cái tỷ lệ PFILD tức là tiến triển sơ hóa nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thì qua nhiều nghiên cứu khác nhau thì người ta thấy rằng nó dao động từ 20 đến 32% à các trường hợp bệnh nhân ILD bệnh phổi kẽ nó có tiến triển sơ hóa. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ như là cao nhất thì chúng ta thấy nó cao nó khoảng độ 30 31% thì nó là ở cái nhóm sự cứng bì thì tỷ lệ có khoảng 1/3 các trường hợp bệnh nhân là sẽ có cái kiểu hình là PFILD tức là tiến triển sơ hóa hoặc là viêm khớp dạng thấp mà có tổn thương vùi kẽ nó chiếm khoảng 26%. Viêm phổi tăng cảm khoảng 21%. Các cái bệnh lý mà bệnh phổi kẽ mô liên kết nó chiếm khoảng 24-25%. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là ước tính nó có khoảng độ 20-30% các cái bệnh nhân bệnh phổi kẽ nói chung thì nó có sẽ kiểu kiểu hình tiến triển sơ hóa một cái vấn đề rất quan trọng đó chúng ta xem xem là cái tiến trình mà chúng ta chẩn đoán và đưa ra cái phác đồ điều trị đối với cái các trường hợp bệnh lý phổi kẽ như thế nào thì chúng ta thấy rằng là từ khi bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh bệnh phổi kẽ thì mất một cái khoảng thời gian rất là dài thì mới được chẩn đoán là bệnh phổi kẽ tùy theo bệnh nha ví dụ như là yếu khớp dạng thấp thì nó khoảng rất xỉ gần một năm trời thì mới phát hiện và được chẩn đoán là ild à, nếu như mà sơ cứng bì thì cũng khoảng mất độ khoảng 9 tháng 10 tháng sarcoidosis sự khoảng tám chín tháng nên chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ dao động từ gì ạ từ 8 tháng đến một năm từ khi có triệu chứng của ild thì mới được chẩn đoán ild mà từ khi được chẩn đoán ild và nó tiến triển thành cái cái gọi là kiểu hình sơ hóa tiến triển ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng mất trung bình khoảng độ tầm khoảng uh, 12 tháng tức là một năm sau thì sẽ uh, có thể có tiến triển thành sơ hóa và mới được phát hiện và mất một cái khoảng thời gian tương tự như vậy uh, sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu không được điều trị thì cái tỷ lệ mà tử vong chúng ta sẽ thấy rằng là sau có khi là gì ạ? sau 3 năm sau là bệnh nhân đã tử vong rồi hai ba năm là bệnh nhân đã tử vong và cái tiên lượng nó xấu thậm chí là xấu hơn một số loại ung thư hiện nay à, về đánh giá theo dõi cũng như phát hiện cái kiểu hình pfild thì như thế nào thì à, những khuyến cáo trước đây thì à, cũng đưa ra những cái à, mà chúng ta cần phải đánh giá điều đầu tiên là chúng ta cần phải à, đánh giá về các triệu chứng về lâm sàng xem là ho rồi khó thở nặng hơn à, thứ hai là xem tình trạng đợt cấp thứ ba là đánh giá tình trạng tổng thể của bệnh nhân, xem nó xấu đi như thế nào, xem cái khả năng gắng sức của bệnh nhân có sụt giảm hay không, rồi đo cái chức năng hô hấp, xem sụt giảm của FVC, sụt giảm của DLCO, cũng như là đánh giá trên cái phim SRCT. và rất nhiều những cái thông số khác nhau, nhưng ta thấy rằng là cái phát hiện được sớm, điều trị kịp thời là nó không đạt được mục tiêu và chính vì vậy ATS, EIS, GRS và ALAS tức là hội hiệp hội lồng ngực Mỹ, hội hấp châu Âu, hội hô hấp Nhật Bản cũng như là hội lồng ngực của châu Mỹ Latin thì đồng thuận đưa ra khuyến cáo và thống nhất cái thuật ngữ trước đây chúng ta dùng là cái cái thuật ngữ là bệnh phổi kẽ tiến triển sơ hóa thì bây giờ chúng ta dùng cái thuật ngữ là PPF tức là sơ hóa phổi tiến triển thế thì tại sao lại như vậy vì cái thuật ngữ mà sơ phổi tiến triển hay là sơ hóa phổi tiến triển PPF ấy, được coi đây là cái hậu quả của tình trạng mà nó sơ hóa phổi nó đã vượt qua ra ngoài cái khoảng kẻ ở trong như mô phổi và cái tiến triển của bệnh làm cho diễn biến lâm sàng của bệnh nhân rất xấu nó tương tự như đã được chẩn đoán là IPF tức là sơ phổi rồi và khi sơ phổi sơ phổi tiến triển À, thì đây là cái thuật ngữ mà được các bác sĩ Lâm sàng cũng như bệnh nhân được đang được sử dụng một cách hết sức là rộng rãi phổ biến và đấy là cái cái lý do tại sao mà đồng thuận đưa ra cái thuật ngữ à, và từ nay chúng ta sẽ dùng cái thuật ngữ là sơ hóa phổi tiến triển hay là PPF à, trong phần trình bày thì các bác cô viên cũng đã đề cập và chúng ta nhớ là có ba cái tiêu chí ba cái tiêu chí À, thứ nhất đó là các triệu chứng hô hấp của bệnh nhân xấu đi thứ hai là các bằng chứng về cái gọi là sụt giảm chức năng phổi của bệnh nhân xấu đi và cái thứ ba nữa là bằng chứng tiến triển trên các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh và chúng ta sẽ chẩn đoán là cái ppf khi mà có hai trong ba tiêu chí uh, xuất hiện và xảy ra trong vòng một năm mà chúng ta không giải thích được bằng các cái căn nguyên khác ví dụ như không phải là đợt cấp chẳng hạn thì được coi đấy là gì là bệnh nhân có cái kiểu hình sơ hóa phổi tiến triển à, PPF và tỷ lệ bệnh nhân có sơ hóa phổi tiến triển thì chúng ta thấy rằng là gì ạ tất cả các cái bệnh lý bệnh phổi mô kẽ nói chung thì đều có thể là gì ạ là mắc cái kiểu hình là sơ hóa phổi tiến triển. Do vậy mà cái bài học ở lâm sàng đó chúng ta cần phải chú ý tất cả các bệnh nhân bệnh lý phổi kẽ đến khám thì chúng ta cần phải xem xem là bệnh nhân có cái kiểu hình là PPF hay không để mà chúng ta điều trị. Vậy thì kinh nghiệm từ các lâm sàng như thế nào thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là về hướng dẫn thực hành lâm sàng của ATS/IAS 2022 thì cũng hướng dẫn khuyến cáo là chúng ta dùng nintedanib cho bệnh nhân cho cái kiểu hình bệnh nhân mà có sơ hóa phổi tiến triển cái việc mà dùng sớm nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được các cái tiên lượng bảo tồn được cái chức năng phổi cho bệnh nhân và đối với pirfenidone thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì hiện tại không có pirfenidone tuy nhiên kể cả khi có pirfenidone thì cũng uh, chúng ta thấy rằng là hiện tại chưa đủ các cái bằng chứng để mà chúng ta áp dụng điều trị perindone cho các trường hợp mà bệnh nhân PPS. Thế do vậy mà cái cứu cánh duy nhất chúng ta có, cái vũ khí duy nhất chúng ta có để điều trị đối với kiểu hình PPS đó chính là cái nirdarinib vậy thì chúng ta sẽ đến với các ca lâm sàng đây là các ca lâm sàng thực tế tại trung tâm hấp bệnh viện Bình ngoài đã được hội đồng hội trần MDD đã quyết định các cái bước về thăm dò chẩn đoán rồi là quyết định liệu pháp điều trị rồi theo dõi đây trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 73 tuổi là một đồng nghiệp và về hưu bệnh nhân này nhập viện tại trung tâm hấp vì cái khó thở khi gắng sức về tiền sử thì khi khai thác chúng tôi nhận thấy là bệnh nhân có viêm đa xoang viêm mũi dị ứng nhiều năm Thế và có một cái điều đặc biệt tức là à, ngay đối diện nhà bệnh nhân thì có một cái quán gọi là chim trời à, và từ 20 năm nay rồi trên chúng ta thấy rằng là cái việc mà tiếp xúc với các dị nguyên ấy, à, thì thì nó sẽ gây ra cái hậu quả hết sức nghiêm trọng đặc biệt là đối với các cái cơ địa bệnh nhân mà có cái cái đường thở của bệnh nhân nhạy cảm thế và thực tế thì khi mà mà bệnh nhân kể lại thì mỗi một lần người ta đi làm về tức là đến cơ quan thì không sao đi làm về à, thì là bệnh nhân luôn luôn có cái triệu chứng của cái kích ứng đó là hát hơi chảy nước mũi rồi ho khan từng đợt à, khi về nhà thì chúng ta thấy là khi người ta nướng chim trời quay chim trời vân vân thì nó khi khói và nó gây ra kích thích bệnh nhân rất là nhiều trong hai năm gần đây thì bệnh nhân thường đi khám vì những cái đợt mà bị viêm mũi viêm xoang rồi ho rồi khó thở và bệnh nhân đã được chụp phim X quang như các lớp vi tính rất là nhiều lần được chẩn đoán là tổn thương phổi kẽ tại bệnh viện tỉnh và được cho điều trị cái phác đồ là có ICS và LABA cũng như là dùng cái thuốc Saba sama khi có cơn khó thở một năm nay thì bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện khó thở gắng sức rõ rệt hơn nghỉ ngơi thì đỡ và sút 10 kg trong vòng 2 năm. Tình trạng khó thở ngày càng nặng hơn và đặc biệt là khi bệnh nhân gắng sức uh, ho thì ít đờm trắng thôi. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng là cái câu chuyện mà trong vòng một năm nay là bệnh nhân cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân uh, xấu đi rất là nhiều và cái chất lượng cuộc sống sụt giảm, uh, bệnh nhân sút cân nhiều uh, vì khi khi mà, mà mà cái tình trạng hô hấp của bệnh nhân không ổn khám lúc vào viện chúng ta thấy cái BMI của bệnh nhân rất thấp 19,5 à, có cái uh, dấu hiệu của suy hấp mạng tính nghe phổi thì cái gian uh, nổ gian ẩm giải rác ở hai phổi uh, rất là rõ rệt và bệnh nhân thì không có các cái bệnh lý phổi khác kèm theo uh, các cái bệnh lý về uh, gan thận vân vân thì cũng không có gì đặc biệt khi vào viện thì uh, có một cái tình trạng là bệnh nhân uh, có cái, uh, uh, cái cái chức năng hô hấp của bệnh nhân thì có cái rối loạn thông khí hạn chế mức độ nặng. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là FEV1 thì còn khoảng uh, sấp xỉ 50%, FVC còn 42% và TLC của bệnh nhân giảm. Các vi lăng bệnh tự miễn của bệnh nhân thì âm tính. Thế thì đây là cái mà chúng ta hình dung đó là gì ạ? Đó là với cái chức năng phổi như thế này ta thấy còn 50% chúng ta tưởng là chúng ta yên tâm với cái chức năng phổi như vậy, họ đối với FVMV1 là còn khoảng 48%, FVC 42%. Nhưng thực tế thì cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất là tồi. Khi máu động mạch của bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với khí trời, SpO2 thì được 93%, nhưng SpO2 được 93%, nhưng PaO2 của bệnh nhân chỉ còn có 59 dưới 60 mm thủy ngân. PaCO2 là 48, tức là có tăng CO2 máu, vừa có vừa có giảm oxy và vừa có tăng CO2 máu. À, chúng tôi cũng có làm cái test bộ 6 phút thì bệnh nhân đạt được 336 m Ở đây là gì ạ? À, chúng ta thấy là là mức thấp và sụt giảm cái SpO2 từ 94 xuống còn à, 84%. Và cái nhịp thở của bệnh nhân à, 32 tăng lên à, 40 và mạch của bệnh nhân là chúng ta thấy rằng là gì ạ? từ 106 lên tăng lên 144 và huyết áp cũng tương tự như vậy thì rõ ràng là khi bệnh nhân gắng sức là nó có sụt giảm cái SPO2 của bệnh nhân x quang phổi thì chúng ta sẽ hình dung là như thế này trong vòng một tháng thôi từ tháng 2 đến tháng 3 thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cái tia chụp nó khác nhau nhưng ta thấy cái 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 phổi của bệnh nhân nó có cái tình trạng là cái, cái thể tích phổi của bệnh nhân giảm và cái khí quản của bệnh nhân đã bị kéo sang bên bên phải à, tình trạng à, tổn thương sơ à, hóa phổi cả hai bên à, chúng ta thấy rằng là nhiều rất nhiều các cái tổn thương chúng ta sẽ đến với phim các lớp vi tính đây đây là cái phim tháng 2 năm 2020 và đây là tháng 5 2020 thì chúng ta sẽ hình dung là nhìn thì về tổng thể thì chúng ta thấy là gì ạ, tổn thương à, cả hai bên phổi à, khá là nhiều nhưng chúng ta để ý kỹ thì cái phim tháng 5 tức là sau 3 tháng thì cái tổn thương Ví dụ như ở vùng đáy phổi đây vùng đáy phổi thì chúng ta thấy rằng là các cái tổn thương này nó đã tăng lên tăng lên khá là nhiều so với lại cái phim hồi tháng 2 đúng không chúng ta thấy là gì ạ các cái tổn thương nó đã tăng lên khá là nhiều Thế thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là có sự tăng lên là tiến triển tăng lên của các cái tổn thương trên phim các lớp vi tính cùng với dấu hiệu xấu đi về mặt lâm sàng của bệnh nhân thì chúng ta thấy đó đã đủ các cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán là một cái PPF mặc dù cái thời điểm này là năm 2020 là cái khuyến cáo của ATS và ES chưa ra cái cái đối với kiểu hình như vậy nhưng tôi vẫn chẩn đoán đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân bị cái SP tức là viêm phổi tăng cảm mạng tính và có tiến triển sơ hóa và bệnh nhân thì được điều trị tiếp tục điều trị bằng cái corticoid và bắt đầu điều trị với cái nintedanib chúng ta thấy là 150 mg ngày hai viên thế tuy nhiên là cái giai đoạn đầu thì bệnh nhân này dung nạp rất là kém có ta biểu hiện là đau bụng rồi có tiêu chảy và mệt mỏi nhiều cùng với lại cái cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, cái thể trạng của bệnh nhân rất là yếu và vì vậy chúng tôi phải 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 giảm cái liều tức là còn một viên, sau đó thì dung nạp dần dần từ từ và đã có một cái giai đoạn là tăng lên được hai viên một ngày nhưng rất tiếc là vì cái cái điều trị của bệnh nhân uh, giai đoạn khi mà cái sơ phổi nó đã nhiều rồi và cái hiệu quả điều trị nó không được tốt và sau đó một thời gian thì bệnh nhân đã đã đã, đã không không còn đáp ứng với điều trị và bệnh nhân uh, là tử vong thì đấy là cái ca lâm sàng mà chúng ta thấy là uh, trường hợp đầu tiên bị viêm phổi tăng cảm mạng tính sơ hóa và mặc dù được điều trị bằng cái thuốc kháng sơ nhưng chúng ta thấy là điều trị mà giai đoạn uh, với cái tổn thương phổi nó rất là nhiều như vậy đã sơ hóa phổi tiến triển nặng như thế thì cái hiệu quả điều trị là nó sẽ gì ạ à, không được uh, tốt như mong muốn À, chúng ta học hỏi gì từ ca lâm sàng thứ nhất và chúng ta áp dụng uh, trong thành lâm sàng những cái trường hợp khác thì ra sao thì đây là cái trường hợp thứ hai. Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 60 tuổi. Bệnh nhân này thì có hút thuốc lá khoảng 5 bao năm mà đã bỏ khoảng 30 năm nay, chưa được chẩn đoán các cái bệnh lý phổi trước đây và không có tiền sử tiếp xúc với các cái uh, dị nguyên gì đặc biệt trong môi trường. À, chúng ta cùng xem xem là cái diễn biến bệnh của bệnh nhân Cách đi 8 năm thì bệnh nhân kể là có ho khan và có thở tăng dần. Cách đi khoảng 8 năm rồi. Tháng 12 năm 2020 thì được chẩn đoán là viêm phổi tại bệnh viện tuyến dưới. Đến tháng 4 năm 2021 thì được khám tại trung tâm hô hấp thì được chẩn đoán là cái viêm phổi tăng cả. lúc này thì được điều trị bằng Medron đầu tiên với cái liều là 48mg sau đó thì chuyển thành cái liều là 12mg giảm liều dần 12mg À, tuy nhiên là cái đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân không được như mong muốn và hội đồng hội trần của trung tâm mô hấp và các chuyên khoa của bệnh viện Bạch Mai trong đó có chẩn đoán hình ảnh trong đó có phẫu thuật lồng ngực trong đó có uh, chuyên khoa về về dị ứng miễn dịch lâm sàng về cơ xương khớp và giải phẫu bệnh thì đã quyết định là làm cái sinh thiết phổi mở vào tháng 10 năm 2021 và sau đó thì cái kết quả cuối cùng được chẩn đoán là cái IPF vì các cái tiền sử khác thì chúng ta thấy rằng nghề nghiệp thì không tiếp xúc với các yếu tố uh, ô nhiễm gì trong môi trường uh, dùng thuốc thì cũng đã khai thác kỹ rồi và cũng không có cái thuốc gì gây ra các cái tổn thương phổi kẽ do thuốc tiền sử gia đình cũng không ra gì đặc biệt nhà ở và nơi làm việc thì khác với bệnh nhân trước bệnh nhân này thì không tiếp xúc gì với các cái dị nguyên trong môi trường cả trong khi đó bệnh nhân trước thì ở phía bệnh nhân nữ ban ban nãy đấy thì có tiếp xúc với lại cái khói ở trong cái môi trường sinh sống khi mà phía trước cửa ngay trước cửa nhà bệnh nhân thì có cái quán chim trời và thường xuyên người ta phải tiếp xúc với các cái dị nguyên trong môi trường như vậy khám thực thể tại cái thời điểm mà nhập viện chúng ta thấy rằng không có gì đặc biệt nhưng thời uh, thở khi thở khí trời thì đạt f 96 nhưng mà khi găng sức là bắt đầu khó thở rất rõ rệt do vậy chúng ta sẽ thấy rằng là những bệnh nhân phổi kẽ nói chung ý, người ta ngồi y một chỗ, người ta nằm y một chỗ thì SPO2 ổn 95 96% không oxy, nhưng chỉ cần bước vài bước là cái oxy nó rồi sụt giảm rất nhanh chóng và cái cái chức năng phổi của bệnh nhân chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, cái 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 khả năng mà dung nạp về gắng sức của bệnh nhân là sụt giảm rất nhiều. À, nghe phổi thì có gian nổ cả hai bên, các cơ quan khác thì không thấy đặc biệt. Đây là cái phim của bệnh nhân tại thời điểm tháng 5 năm 2021 thì chúng ta thấy rằng là nó có các cái tổn thương à, ví dụ như là à, các cái tổn thương dạng à, chúng ta thấy có thể sơ phổi tổ ong tầng ong ở chỗ vị trí này à, hoặc là các cái tổn thương dạng lưới sơ lưới à, có thể là xuất hiện Đấy, hoặc là các cái tổn thương dạng phế quản trên phim này thì không rõ lắm chúng ta sẽ đến cái phần mà à, chúng ta có thể tập trung nhìn được rõ hơn đây là ví dụ đây là cái tổn thương mà sơ phổi tầng ong thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải zoom kỹ và thì chúng ta sẽ thấy các cái tổn thương này rõ thứ hai là các cái tổn thương dạng sơ lưới à, chúng ta thấy rất rõ đúng không thế và một số các cái tổn thương dạng phế quản à, co kéo thì à, chúng ta sẽ thấy trên phim các lớp vi tính và nhìn tổng thể chung thì chúng ta thấy rằng là vẫn còn những cái vùng phổi lành để mà mà gọi là đảm bảo được cái chức năng phổi cho bệnh nhân đúng không thế tuy nhiên À, chúng ta thấy rằng đã quyết định điều trị chống sơ cho bệnh nhân chưa hay là chúng ta vẫn tiếp tục đợi chờ và theo dõi tại vì tại thời điểm mà mà, mà tháng 5 thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? là lỡ, lúc đó thì bệnh nhân mới được vẫn được chẩn đoán là cái viêm phổi tăng cả và vẫn đang điều trị bằng cái corticoid -E đường toàn thân mà chưa quyết định điều trị chống sơ. Nhưng sau đó thì vì cái đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân không được tốt và bệnh nhân vẫn tiếp tục tiến triển và đã được sinh uh, thiết phổi mở để mà, mà thiết lập cái chẩn đoán là IPF. Thế thì các cái thăm dò khác uh, chúng tôi cũng đã làm cái nội soi phế quản, rồi phế quản, phế nang nhưng mà các cái xét nghiệm này thì không phua, giúp gì cho chẩn đoán. Uh, bệnh nhân này đã có cái tình trạng tăng áp lực độ mạch phổi uh, và cũng như là cái, cái um, uh, chụp các cái uh, xét nghiệm về bi-lăng kháng thể tự miễn thì âm tính không giúp gì cho các cái định hướng về nguyên nhân chức năng phổi của bệnh nhân thời điểm tháng 10 năm 2021 thì chúng ta thấy rằng là FVC của bệnh nhân được 51% 1,71 lít MP1 1,46 lít được 56% chỉ số TLC 2,42 lít và 42% test đi bộ 6 phút được 420m spo2 khi nghỉ thì là 95% À, còn lại thì uh, sau khi mà làm cái test bộ 6 phút 90% và uh, tháng 1 năm 2022 thì khi mà làm lại thì chúng ta thấy rằng là gì ạ uh, FVC của bệnh nhân uh, cũng tương tự như vậy vẫn uh, đảm bảo được 1,71 lít và 50% uh, Fv1 là 1,42 55% uh, giữ ở cái mức tức là chúng ta thấy rằng là gì ạ sau uh, thời gian 3 tháng thì vẫn giữ được ở cái mức là gì ạ ổn định và không bị sụt giảm. Đây là cái tổn thương mô bệnh học thì tham gia cái buổi hội thảo trực tuyến hôm nay thì có bác sĩ Nguyễn Quốc Thanh là người mà đã đọc cái tiêu bản này trong cái hội đồng hội trần MDD của bệnh viện Bạch Mai thì có các cái tổn thương mà dạng gọi là tầng ong mà chúng ta có thể quan sát ở trên trên tiêu bản thì những cái tổn thương này thì được gọi là các cái tổn thương mà chúng ta thấy rằng là gì ạ, nó, nó điển hình gọi là trong cái tổn thương viêm phổi kẽ thông thường là UIP. Thế thì với cái gọi là kết luận đồng thuận vừa về chẩn đoán hình ảnh cũng như là tổn thương mô bệnh học thì bệnh nhân này đã được chẩn đoán là một cái tổn thương dạng IPF. Thế và khi mà zoom kỹ vào chúng ta sẽ thấy rằng là các cái tổn thương dạng tầng ong nó sẽ có những cái hình ảnh như trên như vậy và bệnh nhân này đã được uh, chẩn đoán là IPF và được khởi đầu điều trị bằng cái phác đồ là Nintedanib uh, 150 mg ngày hai viên uh, và um, kết hợp với các cái thuốc khác đó là dùng cái PPI uh, thuốc kiểm soát huyết đáp nữa. Uh, PPI vì sao vì bệnh nhân uh, có các cái triệu chứng trào ngược và chúng ta cũng biết rằng là do trước đây thì bệnh nhân phải dùng cái corticoid để điều trị cái cái cái, cái viêm phổi tăng cảm, do vậy mà tiếp tục phải dùng TPI để giảm các cái nguy cơ xuất hiện các cái đợt cấp do cái tình trạng trào ngược có thể làm làm nặng thêm cái tổn thương phổi kẽ bệnh nhân điều trị cái corticoid để điều trị cái cái, 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 cái viêm phổi tăng cảm cho nên có tình trạng suy thượng thận và đã được dùng hydrocortisone để mà, mà điều trị cái suy thượng thận và đã giảm được dần cái liều. Và kết quả đây, để báo cáo các thầy cô các đồng nghiệp thì chúng ta cùng xem xem cái chức năng phổi của bệnh nhân mặc dù là chúng ta thấy rằng là gì là trong cái thời gian điều trị thì bệnh nhân có một số các cái tác dụng không mong muốn nhưng mà rất là ít lâm sàng thì bệnh nhân ổn định và dung nạp và thuốc ban đầu thì chúng ta thấy rằng là một số các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa nhưng sau đó thì bệnh nhân dùng nạp rất là tốt và không ghi nhận tác dụng phụ gì thế và chức năng phổi tại các cái thời điểm tháng 10 năm 2021 tháng 6 năm à, tháng 1 năm 2022 và tháng 7 năm 2022 chúng ta cùng xem nha f1 của bệnh nhân thì dao động ở cái mức là 1,46 lít là cái thời điểm mà mà gọi là mà quyết định bắt đầu điều trị cái uh, ấy là 1,46 lít. À, sau đó thì chúng ta thấy rằng tháng 7 năm 2022, tức là sau như vậy là sau 9 tháng, thì cái FV1 của bệnh nhân là 1,50 lít Đấy, và cái giá trị dự đoán là 58% so với cái thời điểm mà khởi đầu điều trị là 56%. Đấy là FV1 nhé. À, đối với các cái bệnh lý phổi kẽ và sơ phổi, chúng ta quan tâm uh, nhiều đến cái FVC. À, tại thời điểm tháng 10 năm 2021, Chúng ta thấy FVC của bệnh nhân là 1,71 lít và đạt được 51% so với giá trị lý thuyết đến tháng 1 năm 2022 thì chúng ta thấy nó không thay đổi nó vẫn tương tự như vậy nhưng đến tháng 7 năm 2022 chúng ta thấy rằng là gì ạ cái FVC của bệnh nhân là 1,87 lít và nó tăng lên được là so với lại tháng thời điểm bắt đầu điều trị chúng ta thấy nó tăng lên là 160ml Tương tự như vậy thì cái tỷ lệ phần trăm tăng từ 51 đến 55 phần trăm. Và phiên giải sang lâm sàng cái test bộ 6 phút từ gắng sức của bệnh nhân tăng từ 420 mm lên 460 m Và chúng ta sẽ hình dung là gì ạ? Là cái cải thiện về mặt triệu chứng lâm sàng, cải thiện về cái khả năng gắng sức của bệnh nhân cũng như là cải thiện về chức năng phổi. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng là dùng cái thuốc chống sơ nó đã giúp cải thiện được cái tiên lượng và cái uh, cải thiện được cái chức năng phổi cải thiện được chất lượng cuộc sống của bệnh nhân uh, Chúng tôi cũng làm siêu âm tim tại các cái thời điểm khác nhau thì khi mà cái chức năng phổi của bệnh nhân được cải thiện thì các cái dấu hiệu cải thiện về tim mạch nó cũng sẽ cải thiện Chúng tôi thấy áp lực động mạch phổi từ 43 mét thủy ngân giảm xuống còn 36 mét thủy ngân và cái chức năng tâm thu thất trái của bệnh nhân cũng được cải thiện. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? FVC cải thiện được 160 ml đối với bệnh nhân mà bị sơ phổi thì chúng ta thấy rằng là giữ được chức năng phổi không sụt giảm đã là may mắn rồi nhưng trong trường hợp này nó còn cải thiện thêm được 160 ml nữa ừ. sau gọi là 9 tháng điều trị thì đây là một cái mà chúng tôi cho rằng cái đáp ứng như vậy là à, hết sức là ngoạn mục, và đáp ứng như vậy là hết sức là tốt à, với lại cái phác đồ điều trị thuốc trùng sơ. Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta sử dụng cái thuốc trùng sơ, cho bệnh nhân càng sớm càng tốt thì nó sẽ mang lại được cái hiệu quả điều trị tốt tránh tình trạng là để nó sơ hóa cả hai bên phổi rồi thì lúc đó chúng ta có dùng chống sơ thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ không cải thiện được một cách rõ rệt và ngoạn mục như vậy và nó phiên giải bằng lâm sàng tức là cái khả năng gắng sức của bệnh nhân nó tăng từ 420m lên đến 460m và các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện tốt vậy thì chúng ta có những điểm mà lưu ý gì À, kết luận từ cái các cái phần à, về mặt à, khuyến cáo mới cũng như là ca lâm sàng chúng ta lưu ý rằng à, từ nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuật ngữ mới đó là sơ phổi tiến triển (BPF) và thay cho cái thuật ngữ là bệnh phổi kẽ sơ hóa tiến triển và cái thuật ngữ này thì nó sẽ phù hợp với các bác sĩ lâm sàng cũng như là bệnh nhân à, được sử dụng một cách à, hết sức là là là, là phù hợp à, trong cái thực hành lâm sàng Khuyên cáo của ATSCS mới nhất ấy, thì cũng hướng dẫn cho các bác sĩ lâm sàng về cái định nghĩa cái kiểu hình này khi mà chúng ta thấy có hai trong ba tiêu chí về triệu chứng lâm sàng về chức năng phổi suy giảm và tiến triển nặng lên trên trần ảnh ảnh xảy ra trong vòng 12 tháng vừa qua mà không có nguyên nhân nào giải thích cho cái tình trạng đó thì chúng ta cần phải chẩn đoán ngay đó là cái kiểu hình sơ phổi tiến triển PPF và nhớ rằng là PPF nó xảy ra ở trong tất cả các cái bệnh phổi kẽ khác nhau do vậy trên lâm sàng nếu chúng ta có bệnh nhân mắc bệnh phổi mô kẽ thì chúng ta cần phải đánh giá xem xem là bệnh nhân có các tiêu chí của PPF không và nếu được chẩn đoán là PPF ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái linteranip để mà điều trị đã được các hiệp hội ATSES khuyến cáo trong điều trị cái thể sơ phổi tiến triển PPF nó sẽ giúp cho cải thiện được các cái chức năng phổi cải thiện cái tình trạng lâm sàng cũng như là ngăn ngừa cái tiến triển nặng lên trên các lớp vi tính phần trình bày của em đến, đến hết xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe vâng xin cảm ơn phó uh, sư tiến sĩ vũ văn giáp đã có một cái phần trình bày về nhấn mạnh lại các cái uh, tiêu chí để mà chẩn đoán một cái sơ phổi tiến triển ở những cái bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ ngoài IPF và hai cái ca lâm sàng uh, rất là thú vị uh, về ca thứ nhất về viêm phổi tăng cảm và ca thứ hai lúc đầu có vẻ như là viêm phổi tăng cảm sau đó thì uh, không biết là tiến triển thành uh, IPF tức là sơ phổi vô căn hay là bản chất nó từ đầu là sơ phổi vô căn? Và cái vai trò cũng như là hiệu quả của Nintendo Nip trong điều ừ. trị các cái sơ phổi tiến triển?